Tên tôi là Đường Vũ. Chỉ vì cả đêm chơi game vô tình xuyên qua đến thế giới của đại lục đấu la, trở thành Đường Tam đại ca, hệ thống Undead Seed. Dù có chuyện gì thì cũng không chết được. Chuyện gì vậy? Không phải tôi đang chơi game sao? Đây là xuyên qua rồi. Còn ngón tay vàng của tôi thì sao? Chờ chúc mừng ký chủ thành công ràng buộc chư thiên vạn giới ngăn bắt tử diêm vương, hệ thống ta thành nhân vật chính rồi. Hệ thống, bạn có bàn xoay lớn nào rút thăm trúng thưởng không? Không có túi quà người mới. Không có túi quà rút thăm trúng thưởng đâu. Không có nhiệm vụ đâu. Không, vậy bạn có chức năng gì? Tôi có thể nói chuyện. Bạn thật phiền phức. Thì ra anh chỉ là một người máy trò chuyện. Không phải đến, ta còn có thể mang theo tô chủ xuyên qua chư thiên ngoại giới. Mỗi lần xuyên qua sẽ cho tô chủ một ngón tay vàng và một không gian vô hạn. Ngoài ra còn có thể ban cho tô chủ năng lực bất tử. Không chết sao? Không có gì sẽ chết sao? Đúng vậy, thể chất của bạn đã được cải tạo thành thể diêm vương bất tử. Có năng lực bất tử và thiên tử mạnh mẽ. Tuyệt vời, vậy bây giờ tôi đã vượt qua thế giới nào? Bây giờ là đại lục đấu la. Thân phận hiện tại của bạn là con trai cả của Đường Hạo. Đường Hạo là cha tôi sao? Đúng vậy, đây cũng là để tô chủ hòa nhập tốt hơn vào thế giới. Biết rồi, không phải còn có một ngón tay vàng nữa sao? Ngón tay vàng của tôi đâu? Ngón tay vàng có thể là vũ khí. Có thể là vũ khí hoặc công pháp. Dù sao cũng có thể là bất cứ thứ gì. Mà đấu la đại lục thế giới tô chủ ngón tay vàng là tô chủ vũ hồn. Vậy võ hồn của ta là gì? Cái này xin tô chủ tự tìm hiểu được không? Hệ thống, giọng của bạn là ngoại ông Hà Nam phải không? Lúc này Đường Tam đang tu luyện huyền thiên công. Anh ơi, anh đến rồi. Tiểu Tam, ta có một bí mật vốn không muốn nói. Nhưng chúng ta là anh em. Vẫn quyết định nói với bạn rằng hai chúng ta giống nhau. Thực ra tôi cũng là một người xuyên Việt. Anh ơi, anh nói thật sự là vậy. Nhưng hai chúng ta chắc chắn không phải là một nơi xuyên qua đây. Thế giới đời trước của ta không có võ công, cũng không có tu luyện. Haha, tôi luôn nghĩ mình là người duy nhất đi qua. Không ngờ anh trai, anh cũng vậy. Tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị phát hiện. Tốt hơn là nói cho bạn biết sớm hơn. Phải, chúng ta phải tin tưởng nhau. Có chuyện gì không các? Đang hạng Tiểu Vũ và Tiểu Tam năm nay đều 6 tuổi, có thể tham gia lễ thức tỉnh. Vậy thì tham gia đi. Bắt đầu từ khi nào? 3 ngày nữa, tôi sẽ đón cả hai. Đại ca, người nghĩ chúng ta sẽ thức tỉnh loại võ hồn nào sao? Thức tỉnh cái gì cũng giống nhau. Chúng tôi có tuyệt học của đường môn kiếp trước của bạn, còn sợ gì nữa? Hi hi, cũng vậy. Ta tin tưởng đường môn tuyệt học không kém gì võ hồn của thế giới này, còn có hồn tích gì đó. Không còn sớm. Chúng ta về nhà ngủ đi. Tên tôi là Tô Vân Đào. Những đứa trẻ đứng thành hàng. Bây giờ bắt đầu giúp các người thức tỉnh võ hồn. Đứng giữa 6 hòn đá này. Cẩn thận cảm nhận võ hồn của mình. Một cây xanh ngân thảo từ trong tay Đường Tam nhảy ra. Đường Tam đột nhiên cảm giác tay kia còn có một thứ. Nhưng trực tiếp giữ anh ta lại. Không phải một linh hồn rác rưởi. Kiểm tra hồn lực cho người đi. Đường Tăng, ngươi lại là tiên thiên đầy hồn lực. Chú tiên thiên đầy hồn lực là gì? Tiên thiên đầy hồn lực chính là người tương đối ngưu bức, giành chiến thắng trên vạch xuất phát hơn những người khác. Tiếp theo, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng quấn lấy Đường Vũ, chậm rãi từ lòng bàn tay xông ra một cái búa. Trời ơi, đây là búa. Đây là búa. Võ hồn mạnh nhất đại lục đấu la, chú có thể giúp tôi kiểm tra hồn lực không? Thôi nào. Lại là tiên thiên đầy hồn lực, quả nhiên không hổ là hào thiên búa. Đáng tiếc, ngươi không thể gia nhập võ hồn điểm. Tiểu Tam, ngươi ăn trước đi. Tôi đi ra ngoài một chút. Hệ thống, đi ra cái búa hạo thiên này rốt cuộc có gì lợi hại? Khóa số này lại, búa không nhất thiết phải là búa. Hắn có một cái tên là Mugogeni. Chưa từng nghe. Hắn còn có một cái tên là Hamupto. Chiếc búa của Thô bên trong Ma Vân, bởi vì thân phận của vật chủ là Đường Hạo, hệ thống con của anh ta đã thay đổi hình dạng chiếc búa của Thô thành hình dạng chiếc búa của Hạo Thiên. Nhưng nó còn mạnh hơn cả búa Hạo Thiên nữa. Haha, hệ thống tôi biết bạn rất đáng tin cậy. Ta gọi Đường Vũ tỉnh lại, liền bởi vì lúc ta lộ ra võ hồn. Trung Quốc thậm chí ngay cả cha tôi Đường Hạo cũng không cầm được. Đường Hạo, đừng ngủ nữa. Là một cái gì vậy, ông già? Tiểu Tam và Tiểu Vũ chính là vì thôn chúng ta tranh mặt rồi. Nghĩa là sao? Tiểu Tam và Tiểu Vũ về không nói cho bạn sao? Tiểu Tam mặc dù đã thức tỉnh phế võ hồn Lan Ngân Thảo, nhưng cũng là bẩm sinh đầy hồn lực. Mưa nhỏ đã thức tỉnh. Hơn nữa cũng là bẩm sinh đầy hồn lực. Mẹ kiếp, chúng ta thôn một chút đi ra hai cái thiên tài. Lang chúng tôi có một chỗ cho một con. Tôi quyết định tặng cho Tiểu Tam. Còn mưa nhỏ, võ hồn và hồn lực của Lý Tiểu Vũ chắc chắn sẽ được trực tiếp tuyển dụng bởi học viện cơ sở Nodin. Đừng nói nữa, họ sẽ không đi. Cậu nói gì? Sau khi trở thành hồn sư, Tiểu Vũ và Tiểu Tam có thể trở thành người. Ông không cho họ đi. Không cần phải nói gì nữa. Tiểu Vũ và Tiểu Tam đi rồi, ai nấu cơm cho tôi? Cứ đi hỏi bọn trẻ đi.
Bố về rồi. Chờ các người thức tỉnh chuyện võ hồn, lão các đã nói cho ta biết rồi. Sau cơn mưa nhỏ cố gắng không sử dụng võ hồn của ngươi. Không cần thì không cần. Sau này tôi dùng sức mạnh của sấm sét là được rồi. Sức mạnh của sấm sét gì? Đúng vậy, cái bó hào thiên này của tôi có chút khác biệt. Trọng lượng của anh ta hơi khác một chút, và anh ta có thể điều khiển máng nằm sét. Linh hồn đột biến, Tiểu Vũ lấy cái bó hào thiên của bạn ra cho tôi xem. Tôi là danh hiệu, la lại không cầm được võ hồn của Tiểu Vũ. Đường Hạo lúc này đột nhiên có một loại cảm giác. Hắn lại cảm thấy Đường Vũ tương lai rất có khả năng thành thần. Cha, mỗi người chỉ có một võ hồn sao? Nhưng tôi cũng có cái bó đó. Đủ mưa nhỏ. Tôi đồng ý sau này bạn có thể sử dụng bó hạo nhưng thiên. Bạn không được. Ngươi tuyệt đối không thể để người bên ngoài biết ngươi có hai võ hồn. Bạn có thể hứa với tôi không? Đứng lại làm gì vậy? Các bạn ở đây là loại người quê mùa như các bạn có thể đến không? Em trai này. Chúng tôi đến từ làng Thánh Hồn. Hai đứa trẻ này là học sinh năm nay của làng chúng tôi. Bạn xem bây giờ chúng ta có phải đi làm thủ tục gì không? Đây là bằng chứng của võ hồn điện. Hôm hai cái tiên thiên đầy hồn lực, một cỏ bạc xanh, một cái búa. Mày lừa ai thế? Các ngươi lại dám giả mạo ngay cả giấy chứng nhận của võ hồn thật điện. Là không biết chết sống. Ông ơi, tránh ra đi. Mở cửa với anh ta nhiều chuyện nhảm nhí như vậy làm lúc gì? Lúc này Ngọc Tiểu vừa đi tới. Lão tiên sinh, bạn có thể cho tôi xem bằng chứng về võ hồn điện không? Chứng minh cho bạn thấy đó là sự thật. Tôi thực sự xin lỗi vì những gì vừa xảy ra. Tôi xin lỗi cô vị trường. Hãy để hai đứa trẻ này cho tôi. Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. Chúng ta đánh người của thật cũng không tốt. Vậy hai đứa trẻ này tôi sẽ giao cho bạn. Sau này phiền bạn chăm sóc họ. Đi thôi các con, ta sẽ đưa các người đến học viện. Giáo viên, cảm ơn bạn. Đường Tam, cậu rất thông minh, tài năng cũng rất tốt. Dù sao cũng là cái thứ ba song sinh võ hồn trong trăm năm qua. Đừng ngạc nhiên. Nếu không có một chút bản lĩnh, tại sao lại bị người ta gọi là đại sư? Giáo viên, bạn đang làm gì vậy? Sư phụ chỉ cần cúi chào là được rồi. Một ngày làm giáo viên, cả đời làm cha, tất nhiên phải quỳ lại. Tốt một ngày làm thầy, cả đời làm cha tốt. Đi thôi, tôi sẽ đưa các bạn đến phòng giáo dục. Thủ tục nhập học. Xin chào, tôi tên là Đường Vũ. Đây là em trai tôi. Tôi là Vương Thắng. Quy tắc của bảy câu lạc bộ chúng tôi. Bài Thắng, bạn có thể trở thành ông chủ của câu lạc bộ bảy của chúng tôi. Tôi không có hứng thú. Tôi đi ngủ đây. Mày đánh với em tao đi. Dậy đi. Đừng ngủ nữa. Đây là chăn cô giáo đưa đến đây. Tiểu Tam, các người đánh xong rồi. Người làm tổng giám đốc chưa? Tôi đã đánh bại Vương Thắng. Nhưng rồi lại có một cô gái khác. Tôi bị hắn đánh bại. Đúng rồi, chủ tịch mới của anh trai tên là Tiểu Vũ. Hắn không bị nhập. Hai chúng ta buổi tối ngủ chung đi. Không được. Đi đi. Tôi muốn ngủ một mình. Cậu và Tiểu Ngũ ngủ đi. Anh trai nam nữ cho nhận không hôn. Tôi không ghét anh. Còn muốn gì nữa? Được rồi, được rồi. Tất cả đều là trẻ con. Sợ cái gì vậy bạn ơi? Tôi đang kết nối hai người. Tên tôi là Đường Vũ. Thức tỉnh thì nên hạo thiên bùa vũ. Khi ta luyện được võ hồn, nặng thế mà ngay cả cha ta cái này phong hiệu đấu la đều không cầm nên được ta mẹ kiếp. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, chúng ta đến đây là rừng săn linh hồn rồi. Đi ra đi, La Tam Pháo. Đây là võ hồn của ta. La Tam Pháo khóa lại, bạn có thể giúp La Tam Pháo thức tỉnh lần thứ hai. Từ đó để cho La Tam Pháo tiến hóa thành Lam Điện Thánh Nô. Thứ hai thức tỉnh như thế nào mới có thể để cho La Tam Pháo thứ hai thức tỉnh? Sử dụng hâm ấp thô để kích hoạt vật chủ. Hiện tại bạn có thể kích hoạt 3 khẩu pháo sét mạnh nhất của sấm sét. Nếu như đây là đem La Tam Pháo đánh chết, lão sư không được cùng ta liều chủ mạng nhà, anh. Bạn yên tâm đi, ta còn có thể hố ngươi sao? Giáo viên có việc muốn thảo luận với bạn. Ta có một cách có thể làm cho La Tam Pháo tiến hành lần thứ hai thức tỉnh. Quá trình này hơi cực đoan. Bạn có muốn để tôi giúp La Tam Pháo tiến hành lần thức tỉnh thứ hai không? Mưa nhỏ quên đi, coi như là ba pháo hai lần thức tỉnh rồi. Tôi cũng già rồi, cũng không thể trở thành một hồn sư mạnh mẽ. Thưa thầy, thầy đã nói trên thế giới không có võ hồn rác rưởi, chỉ có hồn sư của rác rưởi. Vậy tại sao tu luyện muộn nhất định sẽ không thể so sánh với người tu luyện sớm? Được rồi, mưa nhỏ, bạn làm đi. Đây có phải là linh hồn đột biến không? Cái này tiến hóa thành công rồi. Hệ thống đã nói với Đường Vũ rồi. Loại võ hồn này của La Tam Pháo rất đặc biệt. Bởi vì anh ta giống như một con thú triệu hồi. Sau khi La Tam Pháo lần thứ hai thức tỉnh hoàn thành sẽ có một lực lượng mạnh mẽ phản bác lại cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương sẽ tái sinh vì điều này. Một bước lên trời bước vào hồn thánh cảnh giới. Tiểu Tam, cậu ở đây trông chừng cô giáo đi. Ta muốn tự mình đi tìm hồn hoàn ca. Ở đây quá nguy hiểm. Bạn yên tâm đi. Chỉ dựa vào bóng ma của tôi. Vạn năm hồn thú không xuất hiện chạy trốn không thành vấn đề. Được rồi, anh trai, vậy anh chú ý an toàn nhé. Ta đi đây không phải là một đầu sắc sửa biến thành Đông Phương Long hồn thú đâu. Nàng tiếc chỉ có 10 năm. Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài. Đây là một con rồng nhỏ 5.000 năm tuổi.
Chỉ cần hắn có thể trưởng thành đến 100.000 năm hồn thú cấp bậc, tất cả hồn thú ở đại lục đấu la đều phải tôn hắn làm vua. Làm sao có thể? 5.000 năm sao lại nhỏ lục như vậy? Lục địa đấu la còn có rất nhiều chuyện thần kỳ chưa từng xuất hiện trong bản gốc. Loại nhận dạng hồn thú này dựa vào thân hình có thể lớn có thể nhỏ. Nó có thể sống sót tốt hơn khi còn nhỏ. Thảo nào ở đấu nhị đấu tam độ chưa từng thấy qua cái gì tử tiêu giao long. Tử tiêu giao long này ta muốn quyết định. Khi tôi cần chiếc nhẫn thứ tư, tôi sẽ quay lại tìm anh ấy. Tô chủ, sao bây giờ ngài không giết hắn rồi hấp thụ hắn đi? Người coi như ta chưa xem qua đại lục đấu la. Năm linh hồn thấp hấp thụ 5.000 năm. Bạn là tám bộ, tôi sẽ nổ tung tại chỗ. Nổ thì nổ rồi. Cái gì gọi là nổ thì nổ? Chú của bạn, tên tôi là hệ thống Diêm Vương bất tử. Người biết thế nào là không chết? Vậy thì sao? Theo cách nói của bạn, tôi có sự hấp thụ của trái tim chậm lại rồi, đương nhiên có thể ngăn chặn bạn. Bây giờ chính là tìm một chiếc nhẫn linh hồn hàng triệu năm để hấp thụ cũng không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là một lần mà thôi. Chết cũng không đau lắm sao? Sau này chết thêm mấy lần nữa. Cảm ơn cậu. Dù sao bạn cũng là giáo viên của tôi. Nói gì? Nhưng mưa nhỏ, chuyện này là giáo viên, tôi sẽ bạn. Luôn nhớ. Được rồi, bạn luôn làm những gì bạn thích. Tiểu Vũ vừa rồi xảy ra chuyện gì ở đây? Có gì đó không ổn. Vậy thì sao? Tôi vừa hấp thụ một cái vòng tiếng động hơi lớn. Không nên, hấp thụ một chiếc nhẫn linh hồn thôi. Làm sao có thể làm cho nơi này như thế này? Quên đi, Tiểu Tam vừa rồi cũng đã hấp thụ hồn hoàn rồi. Đúng rồi, Tiểu Vũ, hồn kỹ của ngươi là hồn gì? Hồn kỹ của ta là Tử Tiêu Thương Long Biến. Cái quái gì đây, là khí vũ hồn nên có hồn kỹ sao? Tiểu Vũ, ngươi chắc chắn hồn kỹ của ngươi tên này. Bạn nhanh chóng sử dụng lại cho tôi xem. Một, súng rồng biến. Tôi thực sự ngày càng không hiểu mưa nhỏ. Mưa nhỏ không phù hợp với nhà máy ngày càng nhiều thứ. Tiểu Vũ, ngươi không chịu hoàn võ hồn là có thể sử dụng hồn kỹ sao? Đúng vậy, bất kể có gọi hay không, tôi đều có thể điều khiển sấm chớp và sử dụng hồn kỹ. Như vậy là tốt rồi, mưa nhỏ, nhờ kỹ sau này ngươi cũng đừng dễ dàng lộ ra võ hồn của được ngươi. Được rồi, dù sao có dùng hay không cũng bây giống giờ nhau. Đã tìm thấy vòng linh hồn rồi. Vậy chúng ta về đi. Ta bảo Đường Vũ thức tỉnh biến dị Hạo Thiên Búa Võ đang ta lộ ra võ hồn khoảnh khắc đó nguyên rủa, thậm chí ngay cả Đường Hạo cái danh hiệu đấu la này cũng không cầm được ta mẹ kiếp. Hai người các người đến khách sạn võ hồn điện đăng ký hồn sư, sau khi đăng ký đều có thể nhận trợ cấp hàng tháng, không cần làm công chúa nữa. Xin chào, tôi tên là Matthew C, tôi sẽ kiểm tra hồn lực cho các bạn. Các người ai tới trước? Tôi sẽ đi trước. Cấp 13 hồn lực. Con trai, chiếc nhẫn linh hồn của con là do săn bắt linh thú gì vậy? Rắn Mandalor. Không có gì ngạc nhiên, nếu là rắn Mandalor thì có thể nói được. Thằng nhóc đó, đến lượt cậu. Linh hồn cấp 18. Con trai, con có chắc con là võ hồn năm nay mới thức tỉnh không? Ừ, chỉ là vòng linh hồn tôi hấp thụ hơi ngầu thôi. Cho nên trực tiếp nhảy cấp 7. Không nên thế. Bài. Dù có giỏi đến đâu cũng không thể nhảy cấp 7 được. Bạn có thể cho tôi biết bạn săn được hồn thú gì không? Tử tiêu giao long. Hai vị tiểu thiên tài, các ngươi nguyện ý gia nhập võ hồn kiếm sao? Không muốn, cảm ơn lòng tốt của bạn. Được rồi, đây là quyền hướng dẫn sử dụng hồn sư cho các ngươi. Tiểu Tam, cậu về trước đi. Tôi có chút việc ở ngoài. Được rồi, anh trai bắt đầu làm việc. Tử cấm ma hài, vì bóng tối. Này tiếp theo, trên đường phố có thể nhìn thấy một cái bóng đen xuyên qua đám đông. Đường Vũ lợi dụng tử ký ma đồng và ma ảnh mê tung một ngày liền đem toàn bộ tiền của người khác trong thành phố Nothing bỏ đi. Tôi nhỏ giọt ngoan ngoãn, hóa ra nhặt tiền cũng có thể làm giàu. Tôi quyết định sau này mỗi tuần sẽ đi một chuyến đến thành phố khác. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở thành triệu phú. Lam chủ, bạn có thể làm gì đó không? Bóng ma mê tung và ma đồng của mình nhưng là đường môn tuyệt học. Bạn dùng để nhặt tiền. Ngươi cái này nếu để cho Đường Tam biết sợ là có thể cùng ngươi liều mạng. Không cho hắn biết là được rồi. Tôi muốn đồ ăn ngon và đồ uống cay. Đường Vũ đột nhiên nhìn thấy một người ăn xin nhỏ đứng ở cửa. Người ăn xin nhỏ bẩn thỉu nhìn chăm chăm đồ ăn trên bàn của Đường Vũ. Đường Vũ nhìn tiểu ăn mày động một tia lòng thương hại. Đúng lúc này tiểu nhị đi ra. Khách ơi, tên ăn xin nhỏ này không có cha không chủ có cửa mẹ. Hàng của chúng tôi nhìn anh ta đáng mỗi thương. Ngày đều đưa thức ăn thừa của khách cho anh ta, nhưng hôm nay không còn thức ăn thừa nữa. Bạn đặt nhiều như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ không ăn bạn hết. Bạn có thể cho anh ta phần còn lại không? Tại sao lại cho anh ta thức ăn thừa? Đừng sợ, không muốn ăn cùng tôi. Con không mau đáp ứng vị tiểu thiếu gia này, nếu không hôm nay bạn sẽ chết đói. Ăn đi, ăn bao nhiêu cũng được, không đủ thì đặt thêm. Đây là đói bao lâu rồi? Đường Vũ kiến tiểu ăn xin rất ăn được. Chính mình liền dứt khoát không ăn nữa. Nhìn người ăn xin nhỏ ăn. Bụng này của ngươi thật giống như một cái hố không đáy. Ăn no chưa? Tiểu ăn mày, ngươi hẳn là không có chỗ ở. Có muốn sau này đi theo ta không? Anh trai mang cho bạn đồ ăn ngon và đồ uống cay.
Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đi tắm. Sạch sẽ là tốt. Cởi quần áo ra và đi tắm đi. Lát nữa nước sẽ lạnh. Cởi quần áo ra đi. Xin lỗi, tôi không biết bạn là con gái. Bạn đi tắm đi. Bạn đã rửa xong chưa? Xin lỗi, tôi không biết bạn là con gái. Sau khi tắm xong, cô ấy cảm thấy hoàn toàn thay đổi một người. Vậy bạn tên là gì? Tôi không có tên. Nếu không tôi sẽ giúp bạn chọn một cái. Son Somi thế nào? Đi thôi, đưa bạn đi mua thêm quần áo. Hôm nay đã dùng hơn 300 đồng vàng. Bây giờ chỉ còn lại 200 đồng vàng. Xem ra 2 ngày nữa còn phải đi làm một phiếu. Nhặt tiền không? Somi, làm sao bạn biết? Mê mơ, hôm nay tôi nhìn thấy Đường Vũ sửng sốt một chút. Thật sự là bóng ma mê tung. Đường Tiểu Mễ lại có thể nhìn rõ bộ dạng của anh ta. Somi, sau này cậu cứ gọi tôi là anh trai Đường Vũ đi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi. Người đã thức tỉnh võ hồn chưa? Không có Somi đi. Ta sẽ đưa người đến võ hồn điện ngay bây giờ để thức tỉnh võ hồn. Anh Đường Vũ, anh đối với em rất tốt. Sau này khi lớn lên anh sẽ cưới em. Xin chào, hãy nói về điều này khi bạn lớn lên. Tên tôi là Đường Vũ. Chỉ vì quán nét cả đêm chơi game vô tình xuyên qua đến đại lục đấu la. Bởi vậy thức tỉnh biến dị hạo thiên bùa võ hồn. Khi ta lộ ra võ hồn, trong khoảnh khắc đó, ngay cả cái danh hiệu đấu la này cũng không cầm được. Bạn nhỏ, sao bạn lại ở đây? Sư phụ Matthewsy, người bạn này của ta còn chưa quyết tâm võ hồn. Ngươi có thể giúp hắn quyết tâm võ hồn không? Một việc nhỏ đương nhiên có thể. Đi với tôi. Bạn nhỏ đứng giữa năm viên đá này. Xem ra chỉ là một cái bình thường thủ võ hồn. Bạn nhỏ còn đặt tay lên của cầu pha lê để kiểm tra hồn lực của bạn. Tiên thiên mãn hồn lực lại là một cái tiên thiên mãn hồn lực. Bạn nhỏ, bạn có muốn tham gia võ hồn điện không? Đi đi, đi đi. Nếu không ta muốn đau lòng chết ba cái như vậy biến thái thiên tài chỉ có thể làm ngơ nhìn. Đó thực sự là một điều tra tấn đối với Matthewsy. Sư phụ Mã, cảm ơn. Mời vào. Tiểu Vũ, cả ngày này em đi đâu vậy? Tôi liền ra ngoài đi dạo, giáo viên không nói cái này nữa. Anh ta tên có thể sắp xếp anh ta vào học viện của chúng tôi không? Tất nhiên rồi. Nhưng ký túc xá của học viện chắc chắn không có giường trống, chỉ có 7 cái. Tôi muốn ngủ với anh trai Đường Vũ. Ha ha ha. Được rồi, nói cho ta biết võ hồn còn có hồn lực của hắn. Sau đó các ngươi trở về ký túc xá đi. Võ hồn của ngươi tên là gì? Rồng trắng cửu hải. Thầy Long, thầy cứ viết cửu hải bạch xa đi. Hồn lực của Somi là tiên thiên đầy hồn lực. Nhưng võ hồn của Somi bây giờ trông giống như một con rắn trắng nhỏ. Nó là rồng sợ bị người chỉ trích. Được rồi, tôi biết rồi. Đi thôi. Tạm biệt cô giáo. Anh ta là ai vậy? Sau này hắn cũng là thành viên của bài xa chúng ta. Hắn tên là Đường Tiểu Mễ. Các người đừng có bắt nạt hắn. Nếu không cẩn thận ta đánh các người. Đi đi thì làm gì thì làm. Đi đi, Somi, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Somi, bạn nằm đó đi ngủ đi. Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy? Tôi không dám cử động. Cảm nhận sức nóng của cơ thể John Somi. Đường Vũ nuốt nước miếng. Sau đó cả đêm đều không nhắm mắt. Nhưng mà John Somi ngủ rất ngon. Đây là đêm thoải mái nhất mà anh ấy từng ngủ. Anh ơi, tối qua anh ngủ không ngon. Bạn nói đi, anh trai. Bạn từ từ làm quen là được rồi. Nói ra đi, có thể bạn không tin. Tôi được cho ăn thức ăn cho chó mỗi ngày ở trường. Tôi là bé hai đứa trẻ lớp 1. Tôi lo lắng khi nghĩ mình vẫn còn độc thân. Mưa nhỏ, ba người đã trở lại rồi. Ông nội góc, sao ông lại ở đây? Bố tôi đâu? Bố, ông ấy đi sớm rồi. Cái quái gì thế này? Vậy đây là thư Đường Hạo để lại cho các bạn. Các bạn từ từ xem đi. Tôi đi đây. Xem ra lão Đường đồng chí vẫn là đi rồi. Anh ơi, em muốn ra ngoài yên tĩnh. Anh Đường Vũ, anh không buồn sao? Somi, để tôi nói cho bạn biết. Ông ấy không đi, luôn trốn trong bóng tối quan sát tôi và Tiểu Tam đây. Bí mật này đừng nói cho Tiểu Tam biết. Làm sao mưa nhỏ biết tôi đang quan sát họ trong bóng tối? Không biết cha của anh trai Đường Vũ có thích tôi không? Nếu anh ấy không thích con dâu tôi thì sao? John Somi ở đâu cũng tốt, chỉ là hơi quá chủ động thôi. Điều này khiến Đường Vũ có chút không chịu nổi. Anh ơi, sao anh còn biết nấu ăn? Tất nhiên rồi, chỉ là trước đây tôi không muốn làm. Ông biết nấu ăn, và ông để tôi làm việc đó một mình trong nhiều năm. Cậu đúng là anh trai tôi. Somi, bạn có muốn biết nguồn gốc của bạn không? Không muốn biết thì không biết.
Dù sao sau này tôi sẽ bảo vệ tốt cho bạn. Nguồn gốc của Somi đã hỏi hệ thống từ lâu rồi. Hệ thống nói với Đường Vũ Somi thực ra là hồn thú 100.000 năm. Nhưng Somi không giống với những hồn thú 100.000 năm tuổi khác. Hắn không như không có ký ức lúc lên hồn thú. Còn không biết mình là hồn thú. Cũng từ hệ thống biết được bản thể học của Somi là cửu hải bạch long. Giống như Tử Tuyết Thương Long, đều là Đông Phương Long. Nếu không phải Đường Vũ xuyên qua đây, Somi có thể đã trở thành linh hồn 100.000 năm đầu tiên trên đường phố. Ta gọi Đường Vũ thức tỉnh rồi. Hạo Thiên bùa võ hồn khi ta lộ ra võ hồn khoảnh khắc đó. Thế mà ngay cả cha ta cái này phóng hiệu đấu la đều không cầm lên được ta mẹ kiếp. Này, nếu không phải rừng san linh hồn không có thuộc tính sấm sét, vòng linh hồn của tôi chắc chắn là màu đen. Thật ra không chỉ có Đường Vũ là treo ép. John Somi và Tiểu Ngũ cũng vậy. Hai người bọn họ vốn là linh thú vạn năm. Cho nên cũng chỉ cần tu luyện một chút là được rồi. Trong bốn người thì Đường Tam là khổ nhất. Mỗi ngày phải tu luyện còn phải rèn sắt. Một ngày đều sắp xếp đầy đủ. Còn hai ngày nữa là đăng ký. Bốn người các người tự đi tìm chỗ ở đi. Tôi có vài việc phải lo. Đi thôi, tôi thấy phía trước có một khách sạn. Chúng ta đến đó ngủ một đêm đi. Hôm nay tôi ngủ chung phòng với anh trai tôi. Tiểu Ngũ, bạn ngủ với Somi đi. Không được. Ông muốn tách tôi ra khỏi anh trai Đường Vũ. Ha ha. Vậy tôi đi ngủ một phòng với Tiểu Ngũ đi. Đường Vũ đang ăn thì nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng và hai chị em sinh đôi mê hoặc gây rắc rối ở chỗ Đường Tam. Đường Vũ biết đây chắc chắn là Đại Mộ Bạch. Công tử này, thật sự xin lỗi, tôi không biết đây là phòng bạn đặt trước. Như vậy đi, tôi sẽ đặt cho bạn một phòng tốt ở khách sạn khác. Xin lỗi, tôi muốn phòng này. Anh ơi, anh nhất định phải vô lý như vậy sao? Tại sao tôi không hợp lý? Tôi đã đặt phòng này từ sáng sớm rồi. Sao anh lại nói tôi không hợp lý? Hóa ra bạn cũng vậy. Như vậy đi, chỉ cần các người đánh thắng ta, căn phòng này sẽ cho các người. Đánh nhau, bạn có muốn tôi giúp không? Sao? Được rồi, các bạn có thể đi cùng nhau. Huynh đài vẫn là đừng, nếu là anh trai tôi ra tay, bạn sẽ thua rất thảm. Các người đây là khinh thường ta sao? Thưa các vị, các bạn phải gọi ra câu trả lời. Tôi sẽ đợi anh ở cửa. Tiểu Ngũ, cậu ở lại. Đừng ra tay, một mình tôi ra tay là được rồi. Tiểu Tam, nếu không chúng ta cùng lên đi. Anh ơi, nếu anh lên thì còn có chuyện gì với em nữa? Gã này còn chưa kịp bị người đánh ngã. Lâu rồi không tập thể dục. Lát nữa tôi sẽ đi cùng bạn. Ta không cần sức mạnh của sấm sét và vòng linh hồn. Chỉ dùng đường môn tuyệt học thôi. Được rồi. 37 võ hồn bạch hổ cấp 37 chiến hồn tôn xin hãy tư vấn. 29 võ hồn lam ngân thảo cấp 29 bảy đại hồn sư. Võ hồn của ngươi chỉ là cỏ xanh bạc. Điều gì đã xảy ra với bờ võ hồn không rắc rưởi? Chỉ có hồn sư của rắc rưởi. Cho mộ bạch nhìn về phía Đường Vũ. Nghi ngờ vì sao Đường Vũ còn không thả võ hồn. Nhanh lên nào, kết thúc sớm. Kiêu ngạo như vậy sao? Võ hồn và hồn hồn đều không thả ra thì sẽ đánh nhau với một hồn tôn của ta. Dấu vết đầu tiên. Anh bảo vệ hổ trắng hồn tích đầu tiên. Tình huống gì? Tại sao tôi không thể thoát khỏi cỏ bạc xanh? Làm sao có thể tiếp quản bàn tay ngọc múi như vậy? Hai anh em thật sự không đơn giản. Nhưng tôi sẽ không nhận thua. Hồn tích thứ hai bạch hổ liệt quang sóng. Khách hàng kỳ lông. Năm máng hồn tích thứ ba bạch hổ kim cương điện. Anh đẹp trai này, anh đúng là biến thái. Bạn có thể cho tôi biết tên của bạn không? 49. Võ hồn lôi điện cấp 49 chiến hồn tông. 49. Tôi tập 49. Bạn sợ là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện rồi. Xem ra bắt đầu từ năm nay học viện Sizek sẽ náo nhiệt lên rồi. Tôi sẽ đi trước. Gặp anh ở Sizek nhé. Sao anh biết chúng ta sẽ đến Sizek? Các ngươi tuổi này, thực lực này, còn có hiện tại khoảng thời gian này ngoại trừ Sizek học viện các ngươi còn có thể đi đâu? Anh ơi, anh thật giỏi. Không biết tại sao luôn có cảm giác bắt nạt trẻ con. Có lẽ là vô địch quá cô đơn. Anh Đường Vũ, anh thật không biết xấu hổ. Dù sao thì tôi cũng bị rơi, đó là sự thật không thay đổi. Anh Đường Vũ, chúng ta đi dạo chút đi. Anh ơi, anh bạn, hai người tự chơi đi, tôi sẽ đi trước với đồ ăn nhẹ. Tiểu Ngũ, chúng ta cũng ra ngoài tìm chút vui vẻ đi. Mê mông, ta gọi Đường Vũ thức tỉnh biến dị Hạo Thiên bùa võ hồn. Khi ta lộ ra võ hồn, nặng đến nỗi ngay cả cha tôi cái danh hiệu đấu la này cũng không cầm được. Tiền linh hồn vàng thời gian đăng ký không được hoàn lại bất kể có nhập học hay không. Ta càng ngày càng tò mò về học viện Sizek này. Dù có hay không, đi trước rồi nói sau đi, chúng ta xếp hàng đi. Mê mông, tuổi đã qua rồi, cho tôi xem võ hồn của bạn. Cậu có thể đi. Tại sao con trai ta lại là thiên tài khi còn ở học viện hồn sư cơ sở? Hơn nữa đệ nhất hồn hoàn còn là trăm năm. Chứng nhận linh hồn đầu tiên là chứng nhận linh hồn trăm năm. Nhưng học viện Sizek chúng ta chỉ nhận quái vật, không nhận người bình thường.
13-23 tuổi và không có cấp độ 21, bạn có thể đi ngay bây giờ, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Yêu cầu của học viện CZ này có cao như vậy không? Điều này không tốt cho việc tuyển sinh sinh viên phải không? Nếu không thì sao gọi là học viện CZ? CZ là một con quái vật, cho nên học viện này còn gọi là học viện quái vật. Không phải quái vật không thể vào. Đưa tay ra. Cổ Linh có chuyện gì vậy? Giải phóng võ hồn cho tôi xem. Cuối cùng cũng có một cô gái đủ tiêu chuẩn đến kiểm tra hồn lực. Cấp 29 thiên tài, không phải là quái vật. Quái vật, ông nội, tôi đã vượt qua kỳ thi sao? Thông qua tài năng này của bạn có thể trực tiếp miễn cho vòng thi thứ 2 và thứ 3. Trực tiếp tham gia vòng thi cuối cùng. Vâng. Có phải cô có chút dấu vết nào với bàn tay không? Đưa chân lên. Được rồi, giải phóng võ hồn của ngươi ra xem. Thầy ơi, không phải thầy đã nói rồi sao? Học viện CZ chỉ nhận quái vật, không nhận người bình thường. Vậy tôi có phải là quái vật không? Tất nhiên rồi, kiểm tra hồn lực. Có một người cấp 29, bốn người các ngươi sẽ không trách ta như vậy. Nhanh lên, tôi không thể không muốn biết cấp bậc của bạn. Cái gì ba cái cấp 29? Cậu làm gì thế? Xin lỗi. Tôi cũng đã luyện linh kỹ về tay, cho nên cũng chỉ có thể sờ trần, ít nhất bạn nói trước đi. Cậu muốn làm ông già này sợ chết khiếp phải không? Không, không có giáo viên, bạn tôi sẵn sàng rồi. Câu này sao tôi nghe lạ thế? Giải phóng võ hồn đi. Giáo viên, bạn phải chuẩn bị tâm lý. Lát nữa nếu bạn bị tôi làm cho sợ hãi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Ông già, tôi ổn. Nhanh lên, đừng làm như một cô gái. Cái quái gì vậy? Bốn cái hồn hoàn đều là ngàn năm. Giáo viên, tôi đã đủ điều kiện chưa? Phải đủ điều kiện rồi. So với ngươi, quái vật phía trước của thực là người bình thường. Mộ Bạch mau đi thông báo cho trưởng khoa. Một con quái vật thực sự đang đến. Không phải ông già, ông gọi tôi là quái vật là khen tôi. Nhưng một đầu là cái quái gì vậy? Ha ha, chàng trai đừng phiền quá nhiều. Sau này chúng ta sẽ là gia đình. Tôi đến đây để học, không phải để bán mình. Lão đầu, bốn người chúng ta sẽ đi dạo trong học viện trước. Đường Vũ, hai người họ là Chu Trúc Thanh. Ninh Dung Dung là học sinh đã vượt qua kỳ thi. Năm nay học viện nhưng là một lần tuyển 6 cái học viện, viện trường hẳn là rất vui vẻ đi. Tôi sẽ đưa các bạn đến nơi thi vòng 4. 6, năm nay có 6 học sinh không? Trong trường hợp này, tôi sẽ đích thân đến kiểm tra cho thầy bạn. Thầy Triệu, cái này không tốt lắm phải không? Khó khăn này có quá lớn không? Yên tâm, tôi sẽ thương xót. Vòng thi thứ 4 của các bạn rất đơn giản. Tôi sẽ không cho các bạn thêm thời gian để thảo luận về bất kỳ trận chiến nào tiếp tục. Không ngờ năm nay cô giáo Triệu sẽ đích thân lên. Vốn các ngươi chỉ cần chống đỡ một cột hương dưới tay ta. Cái kia Triệu lão sư là bao nhiêu cấp Triệu lão sư? Là học viện chúng ta chỉ đứng sau viện trưởng cường giả. 76 thành cấp 76. Không sao đâu, thời gian cởi quần áo vẫn có thể. Chúc may mắn. 6 người bắt đầu tự giới thiệu. Điều đầu tiên họ phải làm là tìm hiểu về linh hồn của đối tác, sau đó mới có thể bắt đầu sắp xếp chiến thuật. Một cột hương thời gian đã đến. Bắt đầu nào. Trên người này có nhiều hương khô như vậy không? Bán hương. Thằng nhóc, mày có gan lắm. Tôi cứ như vậy sao? Cậu có ý kiến rồi. Có ý kiến, bạn đến đánh tôi nhé. Con mẹ mày là quái vật gì vậy? 12-13 tuổi thì hồn tung, bốn cái hồn nhận vẫn là màu tím. Sao lại sợ? Nếu bạn sợ, bạn có thể nhận thua ngay bây nếu giờ. Nếu không lát nữa đánh bạn khóc sẽ không tốt đâu. Lão tử một cái hồn thánh còn có thể sợ ngươi một cái hồn tông? Lão tử hôm nay không làm ngươi một bữa thì không họ chịu. Ta gọi Đường Vũ đánh thức Biện Ảnh Hạo Thiên, bỏ võ hồn có sức mạnh khống chế lôi kiếm. Hơn nữa còn ràng buộc Bất Tử Diêm Vương khí. Từ nay tay trái là tay phải. Kiểm soát cần cầu thanh long. Cậu bé ngoan có hai cái. Có nhiều hơn hai lần. Hồn tích thứ nhất tự tiêu thương long liền. Đệ nhất hồn tích không động minh vương thân. Tôi sẽ đứng đó và để cậu đánh cậu. Ta thích người khác đứng yên để ta đánh hồn kỹ thứ hai. Tôi đủ tôi. Đây là cảnh mà hồn kỹ thứ hai nên có. Tiểu tử thật có ngươi, vừa rồi chiêu kia đã có uy lực của hồn đế quyền lực một đòn rồi. Cô Triệu, cô sẽ không tính sổ sau mùa thu đây phải là ngươi bảo ta đánh. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta tiếp tục. Hôm nay tôi sẽ không tin lời thề đâu, đồ con hoang. Bàn tay. Tôi đi đau quá. May mà tử tiêu thương long liền chống đánh. Thầy Triệu, chiêu này của thầy thật sự nên đổi thành Như Lai thân trường hầu. Tiểu tử thật giỏi. Chính diện trúng một chiêu của tôi, bàn tay kim cương vẫn ha có thể không không. Cảm ơn thầy Triệu đã thương xót, nhưng cái này vẫn phải tiếp tục. Cô Triệu, tôi còn một chiêu cuối cùng. Xin hãy giải đi. Linh kỹ thứ tư cạnh tranh thế giới. Đây là cái gì? À, không phải anh đã tạo ra một tia chớp sao? Thầy chưa chúc mừng thầy đã trả lời đúng. Nhưng bởi vì hồn lực của tôi chỉ có cấp 49, cho nên bộ sao chết này cũng chỉ có thầy Triệu. Thực lực cấp 49 của thầy.
Dấu vết linh hồn thứ hai. Thằng nhóc đánh lén. Nhưng cơ thể xét này của bạn mạnh hơn so với khi tôi ở cấp 49. Tất nhiên rồi, thần xét có xét riêng. Thêm vào đó, bàn tay kim cương mạnh mẽ của xét chắc chắn mạnh trường hợp này. Điểm. Vậy thì dừng lại ở đây đi. Sau thứ 6 Jolly King Kong, thầy triệu một cột hương thời gian đã qua bạn rồi. Bạn không thể tiếp tục đánh nữa, vô tình lại đánh với bạn nhỏ này lâu như vậy được rồi. Bạn đã vượt qua kỳ thi rồi. Tên cậu là gì? Tôi tên là Đường Vũ. Tôi nhớ anh rồi, chờ sau này khi thực lực của bạn mạnh hơn một chút, chúng ta sẽ buông tay và đánh một trận vui vẻ. Không thành vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó bạn không đánh được tôi thì sẽ mất mặt. Đi thôi, tôi sẽ đưa hai người đến ký túc xá. Không ngờ vào học viện dễ dàng như vậy đâu, em trai, tất nhiên là dễ rồi. Tôi một mình kéo một bốc thời gian hương. Nhưng rồi một lần nữa, Tiểu Vũ, hồn tích này của ngươi từng cái cũng qua biến thái phải không? Còn có đệ nhất hồn tích, đó không phải là thủ võ hồn mới nên có hồn tích sao? Tôi cũng không thể kiểm soát được. Dù sao, sau khi tôi hấp thụ được hồn hoàn thì có được hồn tích này. Ngươi mới là quái vật thật sự. Chúng tôi so sánh với bạn, những người bình thường hoàn toàn. Sáu thích, sáu thích. Somi, đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Mê mơ ăn ngon. Giáo viên đi ăn cơm không? Cùng nhau nào. Được rồi, mưa nhỏ. Đường Vũ phải không? Cậu biết Tiểu Cương ở đây mà. Không phải anh ta đến đây mà không nói với các người sao? Haha, Phalandasi, đừng xem thường hắn và Tiểu Hai Tam. Hai anh em họ một cái tốt hơn một cái. Nếu họ không đoán được tôi đến học viện Sizak thì thật kỳ lạ. Giáo viên, tôi sẽ tự hào khi bạn nói như vậy. Hãy tự hào. Tôi không sợ anh tự hào. 50. Sổn rồi, dự định khi nào đột phá đến cấp 50. Tôi không muốn gây quá nhiều áp lực cho họ. Bạn không vội, tôi vội. Sau một thời gian, tôi sẽ tiếp tục huấn luyện ma quỷ và sẽ đột phá đến cấp 50. Sau đó một mình đi tìm hồn hoàn đi. Thầy ơi, con cũng muốn tham gia huấn luyện. Bạn tham gia cái giấm gì? Người khác không biết về thân thể của người, ta còn không biết. Ta cũng hoài nghi ngươi là đầu nhân loại hồn thú. Chỉ có thân thể này của ngươi còn luyện cái giấm sao? Bởi vì quan hệ bất tử quên thể. Đường và thực lực tăng cường đồng thời thân thể cũng cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ không có huấn luyện nào khác? Có thì có, nhưng nó vô dụng với bạn. Cho nên ngươi vẫn là thành thật đi tìm hồn hoàn cho ta. 49-50. Tiểu Cương, Tiểu Vũ, anh ta chỉ có cấp 49 còn chưa có cấp 50 phải không? Tài năng của cậu bé này vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Muốn đột phá đến cấp 50 chỉ là chuyện một lần. Vậy được rồi, đến lúc đó để Triệu Vô Kỵ cùng Tiểu Vũ đi rừng lớn tinh đấu đi. Không cần đâu, anh ấy tự đi là được rồi. Tiểu Cương, cậu chắc là cậu không đùa chứ? Không nguy hiểm, không nguy hiểm. Hắn tự bảo vệ mình không có vấn đề gì. Được rồi, thầy trò các ngươi đều nói tôi vậy. Tôi sẽ không nói nhiều đâu. Ăn cơm đi, ta bảo Đường Vũ thức tỉnh điện số 1 thiên bùa võ hồn. Có sức mạnh để kiểm soát sấm sét, hơn nữa còn ràng buộc máy diêm vương bất tử. Từ nay tay trái tuyệt tay phải dai. Giáo viên, tôi đã vượt qua cấp 50 rồi. Ta sẽ đi thanh đấu đại lâm tìm kiếm hồn hoàn thứ 5 trước. Được rồi, bạn đi đi. Đường đi như thế nào? Quay lại hỏi giáo viên đi. Tiểu Vũ, sao em về rồi? Haha, vậy rừng sao lớn đi đâu? Tôi nhớ là tôi đã nói với anh rồi. Đã nói chưa? Tại sao tôi không nhớ? Đi thẳng về phía đông, bạn sẽ thấy rừng sao. Được rồi, tôi đi đây. Đã 67 giờ tối rồi, trước tiên hãy tìm một nơi để cho ngày mai tỉnh lại rồi mới đi tìm hồn hoàn đi. Ngay đây thôi. Không phải tôi nói sao trái tim bạn lớn như vậy? Ở rừng sao, anh dám tìm một nơi để ngủ. Đây không phải có cha sao? Tôi sợ cái gì vậy, thằng nhóc? Con trai cô có biết tôi ở bên cạnh cô không? Tôi biết, không biết cậu còn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Hai anh em, một cái bí ẩn hơn một cái. Vài ngày nữa tôi sẽ đi. Có muốn ta giúp ngươi tìm một con hồn thú trước khi đi không? Không cần, tôi tự làm được. Được, ta biết con trai người cũng sẽ không chết dễ dàng như nhưng vậy. Nhưng lần này tiểu tử người nhất định phải tìm cho ta một đầu cường lực loại hồn thú. Ngươi xem hiện tại ngươi hồn tích đều là cái gì? Tử tiêu thương mong biến lôi pháp, sấm sét. Thế giới gương, cha của bạn, tôi gần như quên mất chiếc búa số 5 linh hồn như vậy số không 10 tốt của bạn sao? Rồi. Không ai biết võ hồn của ta là hạo thiên búa. Ta mặc kệ, dù sao ngươi lần này nhất định phải hấp thu một đầu lực lượng loại hồn thú. Được, được, ai bảo ngươi là cha ta? Nếu cậu không sao thì đi đi, tôi sẽ tự lo cho mình. Cha của bạn, tôi mới đến đây một lần, bạn không, đã bị nhiễm bệnh sao phải lại không? Thế? Tiểu tử, cô gái đó tốt lắm, ngươi phải giữ chặt lấy. Dù sao ta cũng chỉ nhận hắn làm con dâu thôi. Nếu sau này cậu không cưới anh ta về, thì cậu có tư cách cút đi. Bố ơi, bố cứ yên tâm đi. Bạn có nghĩ rằng chỉ có mối quan hệ giữa tôi và Sony? Ai có thể đến cướp hắn đi? Vậy thì tôi sẽ đi. Cậu bé của bạn là anh trai, sau này phải bảo vệ tốt cho Tiểu Tam. Yên tâm đi, tôi còn có thể để em trai tôi xảy ngoài ra chuyện không? Anh ấy là nhân vật chính, nhảy khỏi vách đá cũng không mang theo cái chết. Bình minh rồi, đến lúc đi tìm hồn hoàn rồi. Cái này tốt. Đáng tiếc là thuộc tính sống, không phải thuộc tính cơ sở. Rất nhạy cảm, nhưng tôi không định gọi cho bạn. Đi về phía trước xem sao.
Quái vật sức mạnh, 30.000 năm là tốt đấy. Chỉ có bạn thôi, con sẵn sàng trở thành chiếc nhẫn của tôi. Nếu trước đây không phải là muốn giấu chiếc búa của Thô, Triệu Vô Cực cũng không nhất định đánh được ta. Ngoài ra, bạn là một con khỉ nhỏ. Hôn cảnh thứ 3 sấm sét vạn quân. Kết thúc công việc. Nửa ngày trôi qua, Đường Vũ hai mắt mở ra, rồi đứng lên. Nằm trong đầu nhìn linh hồn thứ 5 này. Cười khổ một tiếng nói cha, không thể trách ta lần này, ta tìm được chính là cùng lực loại hồn thú. Đường và hấp thụ xong vòng linh hồn đã chưa rồi, hơi đói. Hắn liền đi tùy tiện tìm một cái ngàn năm hồn thú cho. Cầm một cây gậy gỗ lớn cắm vào và bắt đầu nướng và ăn. Thịt nướng càng thơm. Hằng này cũng càng cháy càng thịnh vượng. Khói trên trời sắp bay ra ngoài rừng sao. Nhưng tiếng gào thét giận dữ vang lên từ rừng sao. Con người săn giết hồn thú vốn khiến hồn thú rất tức giận. Hiện tại lại còn ở địa bàn của hồn thú ăn hồn thú. Thật điên rồ. Đã lâu rồi tôi không rời khỏi hồ cuộc sống. Con người quá điên cuồng. Con gà trống, đi với tôi để dọn dẹp con người này. Được rồi đại ca. Đường Vũ quay đầu lại nhìn một chút thiên thanh miêu mã khổng lồ và tà tân khổng lồ nguyên lý cũng không để ý đến bọn họ. Quay lại và tiếp tục ăn thịt nướng của mình. Ta gọi Đường Vũ thức tỉnh điện số 1 thiên bùa võ hồn. Có sức mạnh để điều khiển sấm sét. Hơn nữa còn bị trói vào diêm vương đế bất tử. Từ nay tay chảy bó tay phải dây. Giao cắt bốn bên. Con người, mấy năm nay các người đã săn giết linh hồn chúng ta. Con thú vốn là tội không thể tha thứ. Bây giờ lại còn ăn thịt hồn thú của chúng ta. Vẫn đang đi bộ trong rừng lớn. Ăn đi, người muốn chết sao? Đừng kích động thế. Không phải chỉ ăn một con hồn thú sao? Hồn thú các ngươi không phải cũng sống bằng cách ăn hồn thú yếu hơn mình sao? Con trai, con có gan đấy. Cô có biết cô đang đối mặt với cái gì không? Không phải chỉ có một hồn thú 100.000 năm và một hồn thú 890.000 năm sao? Này, các bạn có muốn ăn chút thịt các nướng không? Các bạn cứ ăn thịt sống. Chưa ăn món nào chín phải không? Tay nghề của tôi rất tốt. Trước đây là nướng khô. Ngươi đang đứng trước mặt ông chủ của rừng sao? Bạn có thể thể hiện sự tôn trọng không? Có thể lộ ra vẻ mặt sợ hãi không? Không ăn thì không ăn. Tức giận cái gì? Tôi là bạn của tiểu ngũ. Các bạn là em trai của tiểu ngũ. Ta không muốn giết các người. Bạn là bạn của tiểu ngũ. Tiểu ngũ bây giờ thế nào? Tiểu ngũ đang ở người. Sống tốt trong thế giới loài người. Đừng lo. Vậy thì được, con trai. Thật sao? Thực ra tôi cũng cảm thấy mình không bình thường. Tôi luôn cảm thấy mình khác biệt. Này, ý tôi là thân phận của tiểu ngũ không thể là tiểu ngũ nói cho bạn biết đi. Mà ngươi có thể rõ ràng chỉ đạo tiểu vũ thân phận. Cho nên nói bạn không bình thường. Chỉ số thông minh của bạn cao như vậy. Con trai, ta cảm giác như thế nào ngươi đang đi vòng quanh mắng ta? Không, đừng hiểu lầm. Đúng là thân phận của tiểu ngũ không phải là tiểu ngũ. Anh ta nói với tôi, bạn có thể không tin. Lúc tôi ngủ mơ thấy thân phận của tiểu ngũ. Trông tôi có giống thằng ngốc không? Không giống đâu. Vậy bạn đang lừa ai ở đây? Thật là ngu ngốc. Nhưng bạn không muốn nói thì thôi. Làm tôi muốn biết. Vậy không có gì đâu, tôi sẽ đi trước. Chờ một chút, bạn có muốn đến chỗ chúng tôi không? Ngày mai khi tiểu lộ đến, bạn sẽ quay lại với anh ta. Tôi có hứng thú với hồ sự sống. Tôi có thể uống nước của hồ sự sống không? Ha ha, bạn muốn uống thì uống. Tôi không phiền. Dù sao cũng là nước tắm của tôi. Con trai, lên đầu ta đi. Đường Vũ một đầu vạch đen nhảy lên đầu thiên thanh ngưu mãng. Hắn thật đúng là quên mất chuyện thiên thanh ngưu mãng luôn ở trong hồ sinh mệnh. Nghĩ đến vừa rồi mình đề nghị muốn uống nước tắm của người ta. Đường Vũ lập tức che mặt. Thật là nhục nhã. Tiểu tử ngươi thật sự là không sợ trời không sợ đất. Sợ các ngươi làm gì? Sau này có lẽ chúng ta đều là người nhà rồi. Ý anh là sao? Tiểu ngũ có thích bạn không? Đừng nói lung tung. Tôi có bạn gái là em trai tôi, tiểu ngũ thích anh ta. Tôi và anh trai tôi và tiểu ngũ và bạn gái tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau từ khi chúng tôi 6 tuổi. Em trai cô là người thế nào? Có tư thế thành thần, đầu óc thông minh, bình tĩnh, đẹp trai. Nhưng mà, ủng hộ đàn ông và phụ nữ cũng giống như một cái đầu gỗ. Thanh thần chi tư mã, tiểu tử ngươi quá để người ta khó nắm bắt. Tôi tin anh. Bất quá bất kể hắn thành thần hay thành cái gì đẹp trai mời, nếu để hai chúng ta phát hiện hắn bắt nạt tiểu ta. Ngay cả khi hai chúng ta bị lộ trước mặt mọi người, chúng ta cũng sẽ giết hắn. Yên tâm, hắn sẽ không bắt nạt tiểu ngũ. Hơn nữa đối với tiểu ngũ tốt đến không có lời nào. Vậy thì tốt rồi. Sau khi bạn quay lại vẫn phải cảnh báo anh ta một chút. Không được để tiểu ngũ chịu một chút tổn thất. Con trai, không phải con muốn uống nước hồ của hồ sự sông sao? Uống đi. Tôi không thể làm gì được. Lấy chai trang trí lại cho họ uống. Tôi cũng tốt cho họ. Cái này uống có lợi cho sức khỏe.
nhìn nước hồ ngày càng ít đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng rốt cuộc không nhịn được nữa. Tôi là Nimer, bạn là cái bếp này có bao nhiêu không gian? Đây là màn hình gương ngọc, dù sao thì cũng không có vấn đề gì khi đặt toàn bộ hồ của cuộc sống vào, sau đó để tôi trang trí lại. Trang phục của chú bạn. Thiên Tân có lưới là tin Đường Vũ có không gian máy trộn lớn như vậy.